Võ thần chúa tể chương 5740 Có thể phát hiện ta Ta, trái tim của ta Thi quốc quốc chủ kinh ngạc nhìn trái tim của mình trong tay Tần trần Trong đôi mắt hiện lên một tia mê mang cùng khó có thể tin tựa hồ đang kinh ngạc Trái tim của mình cư nhiên nhanh như vậy đã bị đối phương lấy đi Tần trần lắc đầu Nhìn trái tim đập thình thịch trong tay Rõ ràng là trái tim của cổ thi Giờ phút này lại đang đập Tản ra độc khí mờ mịt độc khí đại đạo ẩn chứa lực lượng đại đạo đáng sợ của một vị cường giả đại đế cảnh phóng tới ngoại giới đủ để ô nhiễm một tòa tinh vực ăn mòn hư không vô tận nhưng ở trong tay tần trần giờ khắc này trái tim lại vô luận nhảy lên vô luận bao nhiêu độc khí quanh quẩn lại bị tần trần tất cả đều phong tỏa căn bản không cách nào thẩm thấu ra ngoài mảy may gia hỏa vũ trụ sơ khai này tuyệt đối là cấp đại đế hơn nữa rất có khả năng là đại đế trung kỳ không thậm chí bên trong đại đế trung kỳ cũng tuyệt đối là nhân vật nổi bật. Làm sao có thể, một vũ trụ sơ khai làm sao lại sinh ra cường giả đại đế cảnh, hơn nữa còn là cường giả đại đế cảnh trung kỳ, điều này căn bản vi phạm quy tắc vận chuyển vũ trụ. Một tên gia hỏa khủng bố như vậy. Vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ hắn chưa từng bước ra khỏi nam thập tam tinh vực này sao? Mặc dù không rõ tầng trần là như thế nào làm được, nhưng ở đây kim hổ thành chủ huyết ma đại đế tác la gia thi quốc quốc chủ mấy người đều kinh sợ dưới một chiêu bọn họ cũng đã minh bạch chính mình cùng tầng trần chênh lệch mặc kệ tu vi của đối phương đến tột cùng là cái gì nhưng mấy người bọn họ tuyệt đối không thể làm được trong một chiêu cứ như vậy cướp đi trái tim thi quốc quốc chủ đây tuyệt đối là nghiền ép cấp bậc giờ phút này tất cả đại đế cường giả ở đây đều cảm thấy áp lực vô hình thậm chí có chút cảm giác đại đế chi tâm của mình cũng đang phát run. Giờ khắc này, bọn họ cũng ý thức được. Phía nam vũ trụ hải này tự hồ sinh ra một nhân vật khủng bố. Sự kiêu ngạo trên mặt thi quốc quốc chủ cũng hoàn toàn biến mất, hắn hoảng sợ nhìn tần trần, run rẩy nói, ngươi. Các hạ, lưu lại trái tim của ta, có chuyện gì dễ thương lượng, tha, tha cho ta. Trong một chiêu, hắn đã biết mình căn bản không có khả năng là đối thủ của tần trần, ngay cả thi độc đại đạo của mình cũng không thể ô nhiễm đối phương mảy may, tiếp tục chiến đấu, hắn căn bản sẽ không có chút phần thắng nào. Tha cho ngươi. Tần trần lạnh lùng nhìn thi quốc quốc chủ trước mắt, ở trên người của hắn, tần trần thấy được tội nghiệp vô tận, thấy được vô số tộc quần chết oan, thấy được vô số vong hồn thê thảm gào thét. Ngươi, giết chết nhiều tộc quần vô tội như vậy, giết chết nhiều sinh linh như vậy, ngươi tại thời điểm diệt sát bọn họ, có nghĩ tới tha cho bọn họ hay không? từ thiên phạt dòng binh đoàn, từ cổ đế tiền bối trong miệng, từ thi quốc quốc chủ trên người, hắn thấy được vô số để cho hắn lâm vào chán ghét đồ vật. Hắn có thể tiếp nhận một số tồn tại vì trở nên mạnh mẽ. Không từ thủ đoạn, nhưng hắn lại không cách nào tiếp nhận những người này coi sinh linh là cỏ rác, tùy ý lăng nhục ức hiếp, tùy ý giết chóc. Người như vậy, cùng xuất sinh lại có cái gì khác nhau? Dứt lời. Trước mắt bao người, tần trần bàn tay to mãnh liệt bóp một cái, oanh, thi quốc quốc chủ này một khỏa độc khí trái tim, tại chỗ bị tần trần bóp nổ ra, hóa thành cuồng cuồng độc khí đại đạo tán giật. Tần trần trong tay, khủng bố sát ý khí tức bạo vọt ra, đem độc khí đại đạo này trong nháy mắt chôn vùi, triệt để giảo sát hầu như không còn. Cái này một khỏa độc khí trái tim, tốt xấu cũng là một tôn đại đế độc khí đại đạo cô động chỗ. Lấy ra tại vũ trụ hải này cũng giá trị xa xỉ, có thể bán ra một cái không tệ giá cả, thậm chí để vào sơ thủy vũ trụ, cũng có thể lớn mạnh sơ thủy vũ trụ bản nguyên. Nhưng Tần Trần lại ngại dơ bẩn, tình nguyện đem nó triệt để hủy đi, cũng không muốn lưu lại. Ngươi! Nhìn thấy Tần Trần trực tiếp bóp nổ trái tim của mình, thì quốc quốc chủ lập tức kinh hãi, thân hình hắn đột nhiên bạo lui, đồng thời trong đôi mắt mảnh liệt hiện lên một vệt dữ tợn, rống giận nói, bạo. Bùng! hắn đúng là trực tiếp kích nổ chính mình tế luyện vô số kỷ nguyên thi thể một đạo đáng sợ thi khí trong nháy mắt bộc phát giống như đạn hạt nhân nổ tung tràn ngập hướng bốn phương tám hướng trong thi thể màu tím kim sắc nổ tung một đạo tàn hồn lặng lẽ phóng lên cao hướng thiên địa xa xa bạo lực mà đi chính là thần hồn của thi quốc quốc chủ hắn dĩ nhiên rõ ràng mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ của tần trần cho nên tại thời khắc mấu chốt không có bất kỳ do dự nào lợi dụng tự bạo thi thể đến đã thương tần trần, đồng thời tìm kiếm thời cơ thoát đi. Hơn nữa, trong lúc chạy trốn, thần hồn của hắn tràn ngập một cổ thi khí khủng bố, thổi quét về phía đám người thác bạc hùng bá cách đó không xa. Vây ngụy cứu triệu Hắn lo lắng thi thể của mình tự bạo không cách nào hoàn toàn lưu lại tần trần, cho nên trước tiên thi triển thi hồn lực lượng, ô nhiễm phiến thiên địa này. Bá một cái, tự như quỷ mị thi quốc quốc chủ thần hồn tại chợt lóe sau đó, chợt biến mất giống như trốn vào vô tận hư không hoàn toàn biến mất không thấy thi quốc quốc chủ này điên rồi tự bạo thi thể thần hồn ly thể đây là đem vô số kỷ nguyên tích lũy đều trực tiếp vứt bỏ a à. chặt tay cầu sinh quá quyết đoán thích nam thiên kim hổ thành chủ tác la gia đồng tử co rút lại không khỏi khiếp sợ không thôi mặc kệ bọn họ trước kia đối với thi quốc quốc chủ là thái độ gì nhưng đối phương có thể trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp làm ra hành động quả quyết như thế chỉ riêng điểm này cũng đủ để cho bọn họ rung động không dám có chút khinh thường một tôn đại đế tự bạo đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố bùng một đạo kinh thiên oanh minh tại trong thiên địa quanh quẩn kia đáng sợ đại đế thần uy kích động ra trực tiếp liền muốn đem phương tinh vực này cho triệt để nổ tung trần thiếu bị giam cầm trong hư không đám người thác bạc hùng bá không thể động đậy cũng là thần sắc hoảng sợ. Một khi thi khí thi quốc quốc chủ tràng ngập ra, toàn bộ thập tam tinh vực phía nam đều sẽ bị ô nhiễm, hóa thành hải dương thi quốc. Hừ, tự bào trước mặt bản thiếu gia. Tần trần hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lạnh lùng, nhưng là không có nửa điểm kinh hoảng, sau một khắc. Tại thích nam thiên đám cường giả khiếp sợ dưới ánh mắt, Tần trần trong cơ thể tử hải lần nữa thổi quét mà ra. Rầm tử hải chìm nổi, trong nháy mắt bao phủ vô tận thiên địa, ở trong ánh mắt khó tin của mọi người, thì quốc quốc chủ tự bạo ra thân thể ở nhiễm đến tử hải về sau, đúng là trong nháy mắt trôi nổi lên. Thân thể vốn tự bạo trong nháy mắt định chỉ tự bạo, hóa thành một cổ thi thể trôi nổi ở trên tử hải. Hô! Tần trần đem thi thể thi quốc quốc chủ trong nháy mắt thu lại. Một tôn tử kim cổ thi cấp đại đế, vẫn là có thể nghiên cứu một chút, không thể lãng phí đồng thời tần trần giơ tay lên hư không nam thập tam tinh vực vốn bị giam cầm trong nháy mắt giải phong đám người thác bạc hùng bá cũng đều khôi phục hành động xa xa hồng hoang tổ long thấy một màn như vậy kích động cả người đều run rẩy đối với chân long thủy tổ kích động nói bảo bối ngươi thấy không ta lúc trước sở dĩ nói như vậy chính là biết tần trần tiểu tử không đúng trần thiếu hắn khẳng định không thành vấn đề cái gì đại đế còn không phải là con kiến hôi trong tay Trần Thiếu, giết chết một vị đại đế, vậy quả thực giống như lấy đồ trong túi, hắc hắc, không gạt ngươi, kỳ thật năm đó ở chiến trường vạn tộc lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thiếu, ta đã dự đoán được tiểu tử hắn có tương lai bực này, cho nên mới có thể đi theo hắn cùng nhau lan bạc. Hồng hoang tổ long hưng phấn không thôi, hai mắt tỏa sáng. Một bên, ám u phủ chủ đám người cũng đều là khiếp sợ không thôi, chỉ thấy ám u phủ chủ vội vàng nhìn về phía một bên phương mộ lăng truyền âm nói lăng nhi ta cho ngươi nịnh bợ mấy vị chủ mẫu ngươi đều nịnh bợ thế nào rồi trần thiếu đi minh giới ngươi không có cơ hội hiện tại mấy vị chủ mẫu đều đã trở lại ngươi ngàn vạn lần phải nắm lấy cơ hội a à. phương mộ lăng đỏ mặt nổi giận truyền âm phụ thân người nói lung tung gì vậy ám u phủ chủ nóng nảy chỉ tiếc trèn sắc không thành thép nhìn về phía phương mộ lăng nói lăng nhi ngươi ngàn vạn lần đừng coi thường a à thì quốc quốc chủ kia chính là đại đế chấp chưởng vô số tinh vực nam vũ trụ hải a cứ như vậy bị trần thiếu giết chết đại đế ngươi có biết đại đế là gì không thác bạc lão tổ của thác bạc thế gia năm đó cũng chỉ là tam trọng siêu thoát đi theo đại đế chinh chiến tứ phương mà thôi ngươi nếu có thể lên giường của trần thiếu đừng nói là làm thê tử coi như là làm tiểu thiếp phần mộ tổ tiên phương gia ta sợ cũng sẽ bốc khói phương mộ lăng nàng mặt đỏ bừng không thôi, trên đời này vậy mà còn có như vậy phụ thân, để cho nữ nhi của mình đi cho người khác làm thiếp, còn có chuyện như vậy. Ám u phủ chủ lần nữa vội vàng nhắc nhở, lăng nhi, vi phụ nói, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, tương lai của ngươi. Chính là quan hệ đến tương lai của phương gia ta. Ám u phủ chủ đã có thể nghĩ đến, tần trần một khi đi ra nam thập tam tinh vực, sẽ là một bộ dạng gì hình ảnh. Đến lúc đó, mình ở cả nam vũ trụ hải Sợ rằng cũng sẽ uy phong lẫm lẫm Ai, một gia tộc cả đời cố gắng Không bằng một nữ nhi gã cho tốt À, cái này tiện nghi cha vợ Ta là đương định Ám u phủ chủ âm thầm nhắc nhở chính mình Đây là hắn tương lai muốn phấn đấu mục tiêu Trong lúc tất cả mọi người đều khiếp sợ Thác bạc lão tổ lại biến sắc Lo lắng nói, đáng tiếc Để thi quốc quốc chủ trốn thoát Một tôn đại đế Cho dù chỉ là một đạo tàn hồn nếu là muốn đối phó hắn nam thập tam tinh vực, cũng chắc chắn rước lấy rất nhiều phiền toái, dẫn phát rất nhiều nguy hiểm. Chỉ có tiêu giao chí tôn nhướng mày, nhìn về phía bốn phía hư không, tần trần không phải loại kia không có hậu thủ người, chẳng lẽ thật có thể để cho cái kia thi quốc quốc chủ cho đào tẩu. Ý niệm trong lòng hắn còn chưa hạ xuống, liền thấy tần trần nhìn về phía hư không cách đó không xa, đột nhiên cười lạnh một tiếng, ha ha, các hạ cố ý làm bộ chạy trốn, lại trốn ở chỗ này, cho rằng bản thiếu gia không phát giác được sao. Mọi người cả kinh. Vội vàng nhìn về phía hư không kia. Thích Nam Thiên các đại đế cũng đều khiếp sợ nhìn qua, bởi vì ở trong cảm giác của bọn họ, căn bản không có phát hiện thi quốc quốc chủ trốn ở nơi đó. Chỉ là bọn họ vừa nhìn qua, quanh một tiếng, một đạo tàn hồn hư ảnh liền từ nơi đó vọt ra, kinh nộ đánh về phía đám người tư tư. Tiểu tử, ngươi có thể phát hiện ra ta chính là thần hồn của thi quốc quốc chủ. Hắn kinh sợ vạn phần, căn bản không nghĩ tới chính mình như thế ẩn tàng cư nhiên còn có thể bị tần trần phát hiện, tại bị phát hiện đồng thời, trực tiếp đánh về phía tư tư mấy người. Bạn đang nghe truyện tại Tán Tu, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.